Hôm nay mình sẽ làm video test thử một con máy vừa hàn que vừa hàn tích đến từ thương hiệu Sanco của Nhật nha các bác nhé. Ok anh em mình cùng theo dõi cái video này để xem con máy này là như nào. Đầu tiên thì mình sẽ review em nó nhé. Đây là một con máy đến từ Nhật Bản và nó có hai cái chức năng hàn chính. Nhiên liệu thì nó không thể sử dụng bằng xăng nhé, không sử dụng bằng điện mà nó sử dụng bằng dầu diesel. Con này là dòng inverter siêu tiết kiệm và chúng ta cùng tí cùng em sẽ test cho anh em một số cái tính năng chính và cái sự thông minh của con máy này nhé. Nó có vô cùng nhiều cái chế độ làm việc đấy. Phần đầu tiên là phần kết nối dây điện nhé, kết nối dây điện này. Đấy thì mình sẽ có thứ nhất là hàn que thì mình sẽ bật chế độ đây, lắp vào đây. Hồi vừa rồi mình có thử que hàn 3 ly 2 cũng như là que hàn 2 ly 6 nhá, đều có thử hàn được. Cái hàn này thì mình phụ thuộc vào cái tay nghề của hàn, em không phải là dân thợ hàn, chính vì thế mà sẽ test thử cho các bác được là nó hàn được thôi, chứ còn cái ra cái mối hàn như thế nào thì nó phụ thuộc vào tay nghề. Nhưng mà cái dòng hàn cái loại này nó phát ra điện DC inverter, chính vì thế mà nó cho mình cái mối hàn nó điều chỉnh nó rất là linh hoạt, cũng như là cái mối hàn nó sẽ đẹp. Đẹp như thế nào đấy thì các bác phụ thuộc vào tay nghề của các bác, của tay nghề của em thì thuộc vào hàng ABC nhá. Em không dám nói chi tiết về cái kỹ thuật hàn ở đây. Thì về cái phần đấu nối thì mình sẽ đấu nối vào bên này. Bên đây thì mình sẽ có cái đường hàn tích này. Hàn tích ở đây thì nó sẽ hàn que thì đấu nối khá đơn giản rồi. Hàn tích thì nó sẽ có cái dây thứ nhất là có khí vào. Em cũng kết nối khí luôn các bác, như thật luôn. Đấy. Khí này, kết nối khí này, khí vào này, khí ra ở đây. Đấy, và cái điện thì chúng ta sẽ lắp cái dây điện hàn que thì vào cái dây dương như này. Đấy, chúng ta vào cái dây dương ở đây. Mình sẽ nối vào cái dây dương này nhá. Và dây mát thì mình sẽ lắp ở bên tay trái đây. Đấy, chúng ta lắp như này. Là mình sẽ có. Đấy, em đang đợi thợ đến mở cái van khí về, nó hơi cứng nhá. Chút xíu nữa mình sẽ test ở cái chế độ hàn khí. Còn hàn tích này thì đúng là em cũng chưa biết hàn tích bao giờ. Tí nữa mình sẽ test vô để mình thử thôi. Nó sẽ có một cái dây cọc và cái chân tiếp điểm ở đây, cái công tắc ấy. Công tắc nó sẽ cắm một cái ổ cắm vào trong này. Đây là có dây ổ cắm để chúng ta cắm vào đây để chúng ta có thể là điều chỉnh được ta bóc cò. Nó sẽ hàn khí vào khí ra. Và mát thì mình sẽ tháo mát ở đây ra, hoặc chúng ta có thể đấu song song hai cái dây như này được, đều được hết nhá. Đấy. Về cái tính năng của nó thì trong này nó có rất nhiều cái tính năng để vận hành. Đầu tiên thì nó sẽ bật công tắc nguồn lên. Ở đây chúng ta sẽ có đồng hồ báo ampe này. Đồ bám bè nhé. Cái chế độ hàn thì đây nó có tích và chế độ hàn tích này và chế độ hàn que. Chúng ta bấm một cái nút này nhé. Đấy, đây là chọn cái chế độ một vài cái chế độ làm việc nữa. Đây, chúng ta chọn cái chế độ này. Đấy, đây là cái sự lựa chọn này, điều khiển từ xa này, hàn tích này, hàn mic này. Ở đây là có hai cái chế độ sung và chế độ đây là chế độ chỉ kiểm tra ga nhé. Mình bấm vào đây á. Mình bấm vào cái nút này á, thì nó chỉ hoạt động ở chế độ hàn tích thôi. Mình bấm đây cái thì cái van khí nó mở này và khí nó sẽ ra nhé. Đây là chế độ rất là thông minh, mở khí. Còn đây là chế độ hàn sung, chế độ hàn sung nhé. Nó chỉ trong chế độ tích thì nó mới có ga và có sung. Rồi, đấy, khí này, chế độ hàn thường này, chế độ hàn sung này, vô cùng thông minh. Đấy, chúng ta sẽ xem chỉnh ở đây là gì đây. Chúng ta sẽ có cái chỉnh ở đây. Nó hơi xa, em sẽ để gần lại cho các bác nhìn. Đấy. Đấy, điều chỉnh dòng điện ban đầu, điều chỉnh thời gian tăng này, dòng điện xung này, rồi tần số của xung này. Rồi ok, mình sẽ có một cái thì mình điều chỉnh được tần số xung và độ rộng của xung luôn, biên độ của xung, độ lớn của xung luôn, và nó sẽ điều chỉnh được cái lửa bắt ban đầu. Đấy, theo là như thế. Ở đây có một nút nó bị gãy rồi. Cái này thì mình sẽ thay. Cái đây có thể là cái thời gian thở khí, có thể là xả trễ. Ngoài ra thì nó cũng có thể phát điện cho mình để sử dụng những cái máy mài mới cắt ở điện 110V, có công suất là 3 khí nhá. Về cái con này thì nó sẽ tương đương, nó sẽ giống chúng ta, nếu mà các bác đã sử dụng quen cái con như này rồi ấy. Đấy, nó tính năng nó giống với những con hàn tích điện này nhá. Nó không khác gì với hàn tích điện. Loại này thì dùng điện thì mình sẽ có những núm chỉnh ở đây. Đấy. Nếu có những cái núm chỉnh để chúng ta có thể hiệu chỉnh được các cái nút. Đấy, nó cũng giống tương tự nhá. Đấy. Nó cũng có điều chỉnh hàn xung này và là thường này. Xung này và thường này. Và mình cũng sẽ có được cái dòng điện ban đầu này, nó giống hệt luôn nhé. Đấy, giống hệt luôn. Đấy, nên là chúng ta sử dụng được những con máy này thì mình sẽ sử dụng được cái này. Em đã có cái hướng dẫn sử dụng cái này rồi và sẽ review chi tiết cái cách sử dụng những cái con này vào một cái video tới nhé. Anh em có thể theo dõi ở cái video tiếp theo để mình sẽ xem được. Toàn bộ cái phần hàn thì nó ở đây. Ở đây mình sẽ có phần điều khiển về điện đó.
đã kết nối xong. Và tổng thể cái con máy này tí nữa mình sẽ review lại và test cho các bác lại một lần nữa. Nó sử dụng dầu diesel. Và inverter này nó có một cái ưu điểm, đây là cái dòng máy cực kỳ cao cấp. Nó sẽ tự động điều chỉnh mức ga theo cái dòng hàn. Nên là chúng ta không bị tốn dầu như giống cái dòng cơ nhé. Là dòng này nó sẽ thay đổi được cái tốc độ vòng quay. Con động cơ đây thì nó sử dụng cái động cơ Kubota 3D722 của Kubota. Đặc biệt thì nó sẽ được cả 50 và 60 HP này. Em thấy không? Cái này rất là đa chức năng, một cái bình ắc quy rất là đẹp luôn. Và một cái củ phát ở trong này, một cái củ phát nhá, củ phát là củ phát cao tần. Củ phát cao tần nhá. Đấy. Rất là ok đúng không? Rồi. Máy rất là đẹp luôn, cái con này nó phục vụ mình đi sử dụng đi công trình nhá. Ta sẽ đi công trình công trường. Là mình mang cái con này nên nó vừa phát được cả điện luôn để chúng ta xài. Và vừa được hàn được hai chế độ luôn nhá. Thực tế là con này có thể là cắt plasma luôn anh em ạ. Chúng ta có thể là cải tạo nó một chút xíu thì mình sẽ cắt cả plasma luôn, là 3 trong 1 luôn, vừa hàn tích vừa hàn xung, vừa hàn tích vừa hàn que, và chúng ta có thể là sử dụng để cắt plasma thay vì chúng ta thay cái đường khí vô đấy. Thì cái phương pháp test này thì em sẽ test cho anh em ở một cái video tới. Quá nhiều cái tính năng để chúng ta sử dụng thôi. Một thợ hàn kỹ thuật cao thì có thể sử dụng một con máy như thế này. Rồi. Ok, và cái quy trình vận hành của nó mình sẽ xem này, mình test đầu tiên cái tính năng cho này. Mình nổ máy lên nhá. Ở đây nó có chế độ tự động. Khi mà nổ máy lên thì anh em thấy là nó sẽ ga vô cùng nhỏ luôn đúng không? Ga vô cùng nhỏ luôn. Và chúng ta khi điều chỉnh cái dòng hàn này, chúng ta nghe thấy cái tiếng máy nó cũng sẽ thay đổi theo một chút xíu. Tuy nhiên thì mình phải để cái chế độ hàn đi, hàn que. Chế độ hàn que khi mà hàn lên á thì máy nó sẽ tự động ga lên nhá. Và tự động ga lên. Chúng ta để cái dòng thấp nhất là 30 ampe, vô cùng nhỏ đúng không? 30 ampe là hàn sắp siêu mỏng luôn. Và mình sẽ lấy một cái que hàn để mình test cái chế độ ga tự động của nó. Đây là một cái tính năng vô cùng thông minh. Vô cùng thông minh, em cầm nhìn kìa. Mình đang để chế độ tự động và mình sẽ nghe cái tiếng máy nhá. Anh em nghe tiếng máy nó thay đổi không? Đấy. 100 ampe này. Chúng ta sẽ để chúng ta chỉnh lên. Chúng ta chỉnh dòng hàn lên gái, chúng ta thấy là cái tiếng máy nó thay đổi luôn đúng không? Đó, ga lớn lên, máy nổ cực kỳ êm luôn. Đó. Rồi chúng ta giảm cái thì máy tự động nó sẽ giảm theo. Cái con này là con inverter mà, nên nó tự điều chỉnh tốc độ vòng quay theo cái dòng hàn mong muốn. Nó là thuộc về hệ siêu tiết kiệm. Đấy. Đây là dòng 80A nhá, máy nổ nhẹ heo luôn. Và chúng ta chỉnh lên maximum thì nó sẽ tăng ga lên rất mạnh luôn, 250A. Đấy. Em để 250A nhé. Và cho anh em xem là cái sự mạnh mẽ của nó cắt luôn. Cắt luôn cái chỗ này luôn. Em thấy là nó chạy nó cắt như là cắt bún luôn đúng không? Đấy. Đây là cắt sắt nhá. Và cái đường hàn nó thì ra như này. Đường hàn nó ra như này. Quá kinh khủng luôn đúng không? Nó quá mạnh luôn. Nó em thử cho các bác một cái lỗ này, xem này.
Đấy, thổi một cái lỗ gọi là nó quá nhẹ nhàng và gọn gàng, thổi phát là nó lủng ở dưới luôn. Đấy, cái lỗ tròn vo này, cái lỗ nó tròn vo như này, cái này bây giờ cũng chả thử bao giờ, nhưng mà khoan mà cứ khoan bằng cái mối hàn như này thì lúc là quá kinh khủng luôn. Này lỗ này, các bạn nhìn thấy cái lỗ tròn vo này, đấy, đấy tròn kinh khủng không? Tròn như là mình khoan luôn ý. Đây là một cái công nghệ mà mới phát hiện ra. Ở cái video sau là mình sẽ test thử mấy cái hàn, chế độ hàn tích nhá, đang đợi thợ đến. Và anh em sẽ theo dõi ở cái video tiếp theo. Một chút xíu nữa mình còn thử cái chế độ điện nữa luôn. Anh em sẽ theo dõi tiếp về con này là có những cái tính năng gì nữa nhá. Ok, và cái video này mình tạm thời kết thúc ở đây. Và hẹn gặp lại anh em ở video tới nhá. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.